Từng là một sao trẻ tiềm năng trong màu áo Real Madrid, nhưng Nico Paz đã chấp nhận thử thách bằng việc chuyển đến Serie A khoác áo FC Como dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cesc Fàbregas. Nhân tố sinh năm 2004 đang tỏa sáng rực rỡ khi có được một bàn thắng và hai pha kiến tạo trong hai trận đấu gần nhất. Phong độ ấn tượng trên giúp Como giành trọn 6 điểm trong các cuộc đấu với Atalanta cùng Verona và có thêm niềm tin trong cuộc chiến trụ hạng tại Serie A. Đúng với các lo ngại trước trận Super Sunday thì tiền đạo Son Heung-min đã không thể góp mặt trong trận đại chiến Man United. Theo báo chí Anh, trụ cột Tottenham bị nghi chấn thương gần khuỷu và cần thêm những bài kiểm tra để làm rõ tình hình. Tuy nhiên, trong một ngày đầy thăng hoa, gà trống vẫn biết cách đánh bại quỷ đỏ mà không cần đến sự đóng góp của trụ cột hàng công. Arsenal vừa có chiến thắng đầy cảm xúc trước Leicester để duy trì vị thế trong cuộc đua. Thế nhưng các fan pháo thủ không khỏi lo lắng khi đã xuất hiện tin đồn về việc tân binh Ricardo Calafiori dính chấn thương đầu gối. Mọi chuyện còn trở nên căng thẳng hơn khi vào giữa tuần này thì đại diện thành London sẽ đại chiến Paris Saint-Germain tại Champions League. Do vậy, huấn luyện viên Mikel Arteta rất cần sự phục vụ của hậu vệ người Ý và khả năng cao thuyền trưởng pháo thủ sẽ lên tiếng về tình trạng của học trò ngay trong những ngày tới. Chứng kiến Man United thảm bại ngay trên sân nhà không phải trải nghiệm dễ chịu của các fan quỷ đỏ. Do vậy, cựu cầu thủ Gary Neville đã nhận được sự đồng thuận khi thẳng thừng chê bai đội bóng cũ qua phát biểu: "Đó là một trong những màn trình diễn tệ nhất mà tôi từng thấy dưới thời Erik ten Hag. Đây là một màn trình diễn tệ hại xét đến mặt nỗ lực và chất lượng chơi bóng." Vâng, và trước khi tiếp tục video thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Thi đấu trên thánh địa Diego Armando Maradona trong cuộc tiếp đón Monza nên Napoli đã nhập cuộc đầy tự tin. Điều này giúp ông lớn nước Ý có bàn mở tỷ số phút 22 do công của Matteo Politano. Không lâu sau đó đến lượt Ficha và Rascalia nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Chiều đối diện, Monza vô vọng trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự nên đành chấp nhận trận thua với tỷ số 0-2. Kết quả trên giúp Napoli có được 13 điểm và đang dẫn đầu Serie A. Rõ ràng huấn luyện viên Antonio Conte đang tạo ra những dấu ấn rất tích cực tại sân Diego Armando Maradona. Không huấn luyện viên nào tại EPL nhận nhiều sức ép bằng Erik ten Hag sau loạt trận cuối tuần. Thế nhưng khi bị hỏi về nguy cơ bay ghế, ông thầy người Hà Lan vẫn tự tin cho biết: "Tôi không nghĩ đến việc bị sa thải. Tất cả đội bóng đều quyết định chiến đấu cùng nhau, từ chủ sở hữu, nhân viên câu lạc bộ, cầu thủ và ngay bản thân tôi." Được biết bên cạnh những phát biểu về khả năng tại vị, thuyền trưởng Man United cũng phàn nàn về tấm thẻ đỏ mà Bruno Fernandes phải nhận cùng tuyên bố: "Tôi không nghĩ đó là tình huống xứng đáng nhận thẻ đỏ. Tỷ số khi ấy là 1-0 và pha bóng đó có tác động lớn đến trận đấu." Chỉ một thời gian ngắn sau khi gia nhập ban huấn luyện của Barcelona thì Thiago Alcantara đã rời sân Camp Nou để quay lại Đức. Tuy nhiên, đây chỉ là quyết định mang tính thời điểm khi ngôi sao người Tây Ban Nha vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với huấn luyện viên Hansi Flick và các ngôi sao thuộc biên chế Blaugrana. Do vậy, nếu không có gì thay đổi, Thiago Alcantara sẽ quay lại thành phần ban huấn luyện Barcelona vào tháng riêng để đóng góp trong lớn sứ đấu bỏ trong giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải. Được chơi trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Venezia, nhưng AS Roma lại để đối bạn mở tỷ số phút 44. Đây cũng là pha lập công duy nhất của hiệp 1 nên ông lớn nước Ý đã bước vào giờ nghỉ cùng bất lợi về mặt kết quả. Mọi chuyện chỉ thay đổi phút 74 khi Brian Cristante đưa cuộc đấu về lại thế cân bằng. Tiếp đà hưng phấn, AS Roma ấn định chiến thắng 2-1 nhờ pha lập công của Nicolo Piccioli. Cập nhật trên giúp thầy chó luyện viên Ivan Rurić có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Serie A và hiện đang sở hữu 9 điểm sau 6 vòng đấu. Chấn thương khiến Frankie De Jong phải ngồi ngoài kể từ đầu mùa và không thể thi đấu cho Barcelona cũng như tuyển Hà Lan. Không chỉ vậy, cầu thủ 27 tuổi còn đối mặt với nhiều đồn đoán trái chiều về tình hình thể trạng. Điều này khiến trụ cột Blaugrana nóng mắt và buộc phải đưa ra lời đáp trả cùng nội dung: "Người ta nghĩ tôi kiếm được nhiều tiền nhưng không muốn phẫu thuật để trốn tập luyện và nghỉ ngơi." Thế nhưng chuyện đó không đúng. Mọi người trong câu lạc bộ đều đồng ý rằng không phẫu thuật là lựa chọn tốt nhất. Được thi đấu trên thánh địa Old Trafford trong đại chiến Tottenham, nhưng ít ai ngờ Man United lại có màn thể hiện thất vọng đến thế. Ngày phút thứ 3, quỷ đỏ để Brendan Johnson mở tỷ số cuộc đấu. Mọi chuyện sau đó tiếp diễn theo chiều hướng tệ đi với ông lớn EPL khi Bruno Fernandes bị đuổi khỏi sân cuối hiệp 1. Tận dụng lợi thế hơn người, Tottenham có thêm hai pha lập công của Dejan Kulusevski và Dominic Solanke nửa sau đại chiến. Vì kỳ chiến tuyến, thầy trò Erik ten Hag vô vọng
trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự và đành chấp nhận thảm bại với tỷ số 0-3. Cập nhật trên đồng nghĩa với việc Man United mới có 7 điểm sau 6 trận đấu và đang đứng ở nửa dưới trên bảng xếp hạng. Góp mặt trong chiến thắng 3-0 của Real Sociedad trước Valencia và Takefusa Kubo còn tạo dấu ấn với việc ghi bàn mở tỷ số. Ngoài ra, cuộc đấu vừa nêu còn đưa Kubo Takefusa đi vào lịch sử La Liga với tư cách cầu thủ người Nhật Bản thi đấu nhiều trận nhất ở sân chơi hàng đầu xứ Đô Bỏ. Được biết, thống kê của Kubo là 167 cuộc đấu và con số trên chắc chắn sẽ tăng nhanh khi ngôi sao xứ Phù Tàng đang liên tục được trọng dụng ở Real Sociedad. Không chỉ Tottenham mà Man United cũng đã thiệt quân ngay trước khi cuộc thu hùng diễn ra. Theo đó, trung vệ Harry Maguire chấn thương trong lúc tập luyện nên bị gạch tên khỏi đội hình Quỷ Đỏ. Hiện vẫn chưa rõ thời gian tái xuất của ngôi sao người Anh và đây là chi tiết làm huấn luyện viên Erik ten Hag thêm phần đau đầu. Trận derby Madrid đã trôi qua trong tiếng thở phào của ban tổ chức cùng thành viên hai câu lạc bộ. Được biết, bầu không khí căng thẳng bao trùm đại chiến và thậm chí cuộc đấu gián đoạn một thời gian khi người hâm mộ Atletico Madrid liên tục ném vật thể lạ xuống sân. Phải đến khi huấn luyện viên Diego Simeone và Koke trực tiếp yêu cầu các fan Los Rojiblancos giữ bình tĩnh thì mọi chuyện mới được kiểm soát để trận cầu tiếp diễn. Theo kế hoạch dự phòng của ban tổ chức, nếu các hành động quá khích không chấm dứt, cuộc đấu sẽ bị rời sang một ngày khác để thi đấu tiếp từ thời điểm phải tạm dừng. Cập bến Bayern Munich cùng rất nhiều kỳ vọng, nhưng sau 5 vòng đấu ở Bundesliga thì Giovanni mới chỉ chơi 126 phút cho hùm xám. Điều này khiến ngôi sao người Bồ Đào Nha nhận nhiều hoài nghi. Thế nhưng giám đốc thể thao Christoph Franz đã nhanh chóng lên tiếng ủng hộ cho Paninha bằng phát biểu: Bayern Munich rất hài lòng với Paninha. Câu lạc bộ sẽ cần cậu ấy khi có nhiều trận cầu. Paninha vẫn tích cực tập luyện tốt. Bỏ ngỏ khả năng tái xuất và huấn luyện viên Graham Potter đã xuất hiện nhiều hơn trong các liên hệ với vài câu lạc bộ cân nhắc thay tướng. Southampton cũng nằm trong số đó khi The Saints có chiến lược gia người Anh là phương án cần quan tâm nếu sa thải huấn luyện viên Roger Martin. Tất nhiên, giữa hai bên cần thêm những cuộc thương thảo để Graham Potter có thể đến làm việc ở sân Saint Mary's. Từ chỗ nhận nhiều hoài nghi thì Nicolas Jackson đang dần để lại những dấu ấn tích cực tại Chelsea. Điều này giúp chân sút 23 tuổi nhận được lời ngợi khen từ cựu cầu thủ Jimmy Floyd Hasselbaink qua phát biểu: Nếu Nicolas Jackson phát huy hết tiềm năng của mình, cậu ấy sẽ có giá 150 triệu bảng Anh. Tôi tin chắc điều đó. Sau khi chuyển đến Al Nassr thi đấu thì Cristiano Ronaldo tạo ra những tác động vô cùng tích cực với cả chuyên môn lẫn khía cạnh thương mại. Do đó không khó hiểu khi đại diện Tây Á muốn gia hạn hợp đồng với CR7 ngay trong thời gian tới. Và chiều ngược lại, chân sút 39 tuổi hướng đến việc chơi ở World Cup 2026 nên sẵn lòng kéo dài giao kèo cùng câu lạc bộ chủ quản. Do vậy không khó để hai bên tìm được sự đồng thuận trong quá trình đàm phán. Là một trong những thủ môn huyền thoại bóng đá thế giới, và Gianluigi Buffon vừa ghi bàn thắng của cuộc đời mình. Cụ thể, nhà vô địch World Cup 2006 đã kết hôn cùng bạn gái lâu năm Ilaria D'Amico và cặp đôi đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.